Hello, xin chào cả nhà. Em quá Cần Thơ miền Tây, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Hôm nay em thanh lý mấy cái máy cũ của em hồi xưa. Em lựa mấy cái xài được em bán á, giờ còn lại mấy cái cũ nó hư, nó lỗi á. Em định thay mắt hoặc là thay màn hình á, nó trùng á. Giờ thời gian nó eo hẹp quá đi nên thôi em thanh lý bán cho nó rồi nha. Con này thì màn hình hư màn hình ha, màn hình 7 inch ha. Màn hình xoay luôn, cái này xoay được nha quý khách đó. Xoay được 180 độ thôi nha. Đó, giờ nó giờ ok, em ghim điện lên nó chạy hát ha. CD thì nó không nhận, em cũng không lau chùi, không sửa chữa gì luôn. USB thì nhận ha. Lộng gì chùi nguồn rồi. Đó, USB thì nhận ha, hát bình thường. Con này em bán giá công khai là 150.000, chưa bao gồm phí ship hoặc cục nguồn nha. Nó đang chụp chớp nè, nó mới nhận bình thường ha. Rồi, ok nha. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng, xài, sửa, chế biến hay là làm gì đó nghiên cứu thì ủng hộ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Cái con này có pin nè, mà pin nó hơi phì nha quý khách, lưu ý giùm em nha. Rồi, em xin cảm ơn và xin kết thúc video tại đây. Xin chào.